Hello các anh em, chúng ta lại gặp nhau trong một video mới. Ở video này thì mình sẽ chia sẻ đến với mọi người bốn lỗi cơ bản mà những người mới bắt đầu sử dụng nước hoa ở Việt Nam rất hay bị mắc phải. Mình nghĩ rằng nó rơi vào đâu phải tầm 80-90%. Thì trong video này mình sẽ list ra bốn lỗi đấy là lỗi gì và những cái giải thích của mình dựa trên những cái gì mình được biết, dựa trên những cái gì mình được đọc. Và nếu như mà nó có bị thiếu một cái gì đấy thì các anh em cứ comment bên dưới để góp ý, chúng ta cùng trao đổi. Đấy thì là cái nội dung của video ngày hôm nay. Và nếu như các bạn có lần đầu có xem video này của mình thì rất hy vọng các anh em mới bấm tăng tăng và subscribe để chúng ta gặp lại nhau được nhiều hơn. Còn bây giờ anh em mình hãy đến với cái chủ đề của video ngày hôm nay, bốn lỗi cơ bản mà rất nhiều những người mới bắt đầu sử dụng nước hoa ở Việt Nam mắc phải. Ok, lên đường. Ok, lỗi đầu tiên mà mọi người thường hay mắc phải đó là những ngộ nhận về nồng độ tinh dầu. Chúng ta có thể lên Google thì thấy rằng là rất nhiều những cái bài viết, ví dụ như là Eau de Cologne, Eau de Toilette, Eau de Parfum, và mỗi một nồng độ thì sẽ chia ra cái tỷ lệ phần trăm tinh dầu khác nhau. Và chúng ta mặc định rằng ví dụ như là Eau de Toilette sẽ bám kém hơn so với Eau de Parfum. Đó, một kiểu như thế, những cái bài viết như thế. Thì những cái nội dung của bài viết như vậy là đúng hay là sai? Câu trả lời của mình đó là những bài viết đấy là đúng, nhưng không phải là 100%. Chúng ta phải nên hiểu một chút rằng cái việc hiệu năng của mùi hay còn gọi là độ bám, độ tỏa, nó phụ thuộc vào rất nhiều những yếu tố, chứ không phải chỉ đơn thuần mỗi là cái tỷ lệ tinh dầu. Ở đây mình sẽ list ra một vài những yếu tố quan trọng, ví dụ như là loại nguyên liệu sẽ sử dụng trong chai nước hoa. Thông thường thì những chai có sử dụng ví dụ như là gỗ, xạ sẽ bám tốt hơn những chai có sử dụng nốt citrus, trái cây. Do vậy, việc một chai Eau de Toilette mà có sử dụng nốt hương chính là xạ hay là gỗ mà bám tốt hơn một chai Eau de Parfum có sử dụng nốt citrus là điều hết sức là bình thường. Đó. Điều thứ hai đó là cái cơ địa của mỗi người. Cái này thì chắc là anh em cũng nghe đến nhiều rồi. Một người mà da khô thì chắc chắn là sẽ không thể bám tốt hơn một người có độ da nhờn. Đó. Thì đấy cũng là một cái yếu tố ảnh hưởng đến cái hiệu năng của mùi. Điều thứ ba đó là cái môi trường chúng ta sẽ sử dụng. Ví dụ như khi mà anh em nào mà hay phải đi lại ở ngoài, đi xe máy chẳng hạn, thì chắc chắn là không thể nào đảm bảo được hiệu năng của mùi với một người mà hay xịt và ở trong một văn phòng, trong một cái không gian hẹp cả ngày. Đấy là cũng là một cái yếu tố nó sẽ ảnh hưởng đến cái hiệu năng của mùi. Do vậy, nếu để đơn giản mà kết luận rằng chai Eau de Toilette sẽ bám kém hơn so với chai Eau de Parfum thì không phải là đúng 100%. Tùy từng chai, có những chai là đúng và có những chai là sai. Và đôi khi như mình đã nói ở trên, nó phụ thuộc vào rất nhiều những cái yếu tố mà mình vừa list ra. Đó, thì câu trả lời của mình đó là không thể dựa vào chỉ mỗi cái nồng độ tinh dầu và kết luận rằng đó là những chai Eau de Toilette sẽ bị bám kém hơn so với những chai mà có nồng độ tinh dầu Eau de Parfum. Đó, thì đấy là cái điều đầu tiên mà mọi người hay bị mắc phải. Điều thứ hai đó là mới xịt ra toàn mùi cồn. rất nhiều những người mới bắt đầu sử dụng nước hoa mắc phải cái lỗi này. Đó là khi mới xịt ra và chúng ta ngửi cảm thấy toàn một cái mùi cồn. Thì ở đây mình xin giải thích một chút. Cái này thì chắc là nếu mà anh em nào mà đã lâu rồi thì chắc là mọi người cũng đã biết rồi. Ở đây thì mình giải thích cho những bạn mới bắt đầu sử dụng nước hoa mà thôi. Thì ở trong một cái juice hay cái chất lỏng trong cái chai này thì nó không chỉ đơn thuần có mỗi là ba tầng hương. Đó, ba tầng hương mà như chúng ta vẫn thường được hay đọc trên web hay trên những cái bài viết. Mà ở đây nó gồm rất nhiều những cái chất hóa học khác. Và trong đó là có cồn. Cồn cũng được sử dụng trong cái pha chế mùi hương. Do vậy khi mà chúng ta xịt nước hoa, lời khuyên của mình, lời khuyên thì nghe có vẻ hơi ghê, lời chia sẻ của mình đi, đó là chúng ta xịt và hãy đợi 10 đến 15 giây hãng ngửi mùi hương. Bởi vì 99% các chai nước hoa khi mà mới xịt ra đều có mùi cồn. Do vậy khi mà chúng ta xịt, đầu tiên chúng ta như này, tem và hãy nhẩn nha, đợi 10 đến 15 giây thì chúng ta sẽ không bị cảm thấy toàn một cái mùi cồn bốc lên khi mà chúng ta ngửi mùi hương. Đó, thì đấy cũng là một cái lỗi mà mình nghĩ rằng phải đến hơn 90% những người mới bắt đầu sử dụng nước hoa mắc phải. Và cái lời chia sẻ của mình, cách khắc phục để mọi người không bị một cái gì đấy nó ám ảnh mùi lần đầu khi mà tiếp xúc: xịt xong, đợi 10 đến 15 giây hãy ngửi,
thì mình nghĩ rằng chúng ta sẽ không cảm thấy nước hoa toàn một cái mùi cồn và không sợ là cái tâm lý là bị lo bị hàng fake đó. Lỗi thứ ba đó là check batch code. Mình biết rằng là rất nhiều những anh em khi mà được mua nước hoa chẳng hạn, và chúng ta thường hay nhận những lỗi lời tư vấn là check batch code để xem cái năm sản xuất nó là như thế nào để chúng ta còn biết. Thì ở đây thông thường thì chúng ta mình thấy rằng các bạn anh em hay vào trang checkfresh, trang checkfresh.com và một cái trang nữa mình cũng như checkcomistic chẳng hạn, khá là check batch code. Thì ở đây chúng ta phải có hai điều chúng ta cần phải biết trước khi check. À thôi, nói lại trước tiên chúng ta cần phải nói một chút đó là cái việc check batch code là đúng hay là sai. Với quan điểm của mình, check batch code là đúng, nhưng với một số những điều kiện, đó là chúng ta cần phải có một vài những cái kiến thức, chứ không phải là chỉ đơn thuần là bấm cái số batch ở trên chai. Và nếu như mà nó không đúng như những cái thông tin mình đang tin ấy, thì chúng ta nghi ngờ đấy là hàng fake. Chúng ta có hoàn toàn cái việc check là không sai, nhưng nó sẽ phải đi kèm với một vài yêu cầu. Và yêu cầu gì thì ở đây mình sẽ nói ở đây. Điều đầu tiên là mọi người cần phải biết rằng những cái trang check, ví dụ checkfresh.com hoặc checkcomistic.com, nó không phải là trang thông tin chính thức của các hãng nước hoa. Đó, nó cũng chỉ là một cái trang mà nó dựa trên những cái data, những cái dữ liệu và họ tự lập đó để cho mọi người sử dụng, chứ không phải là trang chủ của các hãng nước hoa. Cho nên cái việc update những cái thay đổi số batch của các hãng nước hoa, đôi khi họ không kịp, thay đổi dữ liệu. Cho nên chắc chắn rằng sẽ có những cái vụ, ví dụ như là em có mua một chai Hermes chẳng hạn, thì em check ra, em check theo số batch, ví dụ như BB, AAA, thì tại sao nó rơi vào cái năm trời ở đất hỡi nào, chứ không phải là cái năm em đang mua, một dạng kiểu như thế. Bởi vì câu trả lời rất là đơn giản, đó là các hãng người ta chưa kịp update cái sự thay đổi của số batch đó. Thì đấy là điều đầu tiên. Điều thứ hai đó là các hãng thường xuyên, thông thường thì không phải là thường xuyên, mà đôi khi khoảng từ 2 đến 3 năm họ sẽ thay đổi cái dữ liệu số batch, và họ không có nghĩa vụ phải thông báo với chúng ta. Ví dụ như mình nói ở đây, mình có một chai Terre de Imes này, mà mình cái batch này của mình đó là 5GB AQ. Thế nhưng sau đó có một khoảng thời gian thì họ lại đổi số batch sang là chữ chứ không phải là số. Đó, ví dụ như có một khoảng thời gian thì số đầu, cái đầu tiên của nó là họ là số 5, tức là 2015, thì mặc định cứ nhảy lên 6 là 2016. Thế nhưng ví dụ như đến năm 2017 thì họ lại nhảy sang là dùng chữ cái, đó là A, bởi vì họ thay đổi và họ không phải thông báo chúng ta. Thì như mình đã nói ở cái điều đầu tiên, đó là khi mà các hãng thay đổi về cái ký tự về số batch thì họ không nhất thiết phải, họ đâu có quyền, đâu có phải nghĩa vụ họ phải thông báo với chúng ta. Cho nên là cái việc check batch nhiều khi nó bị sai là ở cái vấn đề đó. Còn thì mình thấy rằng cái việc check batch là không sai. Cái mà chúng ta cần phải nắm đó là trước khi check chúng ta cần phải có một, nói chung là cũng cần phải từ kể cả người bán và kể cả người mua phải có một cái chút am hiểu về cái quy luật số batch của cái hãng mà chúng ta sẽ check, chứ không phải chỉ đơn thuần là đánh cái code vào rồi bắt đầu, nếu mà không phải tự nhiên nó ra một cái năm 19 rồi ở đất hỡi là chúng ta nhảy cồ cồ lên bảo đây là hàng fake thì là không phải. Việc check là không sai, nhưng khi mà check chúng ta cần phải có một chút kiến thức về cái quy luật số batch của từng hãng đó, kể cả người bán và kể cả người mua. Cho nên là mình thấy rằng nhiều khi kể cả các anh em bán ấy, chúng ta cũng không biết được cái quy luật đấy thì chúng ta lại phỉ nhổ cái trang web đấy là trang dâm dơ, còn người mua thì họ đâu biết gì đâu, chỉ thấy là cứ thấy là nhảy ra 19 giờ đất hỡi nào thì lại bảo là quốc tổ sư bán hàng fake cho mình kiểu như thế. Nhưng mà đôi khi chúng ta cần phải làm gì thì làm, chúng ta phải cần phải có một chút thôi, chúng ta sẽ hiểu một, chúng ta hiểu thì nó sẽ rất là dễ đó. Thì đấy là cái lỗi thứ ba. Lỗi thứ tư mà mọi người hay gặp đó là cái việc xịt. Thực sự là mình cứ nghĩ rằng cái việc xịt nó rất là dễ rồi, bởi vì giờ
Nói thật là lên YouTube mà đánh xịt nước hoa thì kênh Việt cũng có, kênh Tây cũng có. Thế nhưng mà mình thấy rằng rất nhiều các anh em vẫn mắc những cái lỗi về xịt, cách xịt. Thì ở đây để mà nói là tiêu chuẩn xịt, à được rồi, để nói đi, lỗi ở đây các anh em là cái gì? Ví dụ chúng ta xịt quá nhiều hoặc là chúng ta xịt quá ít. Có những anh em inbox hỏi mình đó là tại sao cái chai này của em nó bám kém thế. Thì mình hỏi như nào, xịt có 2 phát. Nó xịt như thế thì nói thật là nước hoa thì nó có phải là một cái thần dược gì đâu mà chúng ta xịt một cái cách gọi là quá là tằn tiện như thế. Hoặc là những, có những anh em xịt lại quá nhiều, hoặc là chúng ta xịt sai vị trí. Thì phải nói là thế này, chúng ta không có một cái tiêu chuẩn nào cho cái việc xịt nước hoa như thế nào cho đúng. Nhưng điều mà mình muốn các anh em đảm bảo là chúng ta phải xịt vào những cái vị trí bám mùi hương tốt trước tiên. Sau đó chúng ta hãy nghĩ đến cái việc xịt vào những cái vị trí phụ. Những cái vị trí bám mùi tốt đó là ở sau tai này, này và sau gáy. Đấy là những cái điểm bám mùi tốt nhất. Chúng ta muốn xịt kiểu gì thì xịt, chúng ta hãy xịt vào những cái điểm đấy trước. Còn sau đó thì tùy các anh em muốn xịt vào đâu, muốn xịt cả người cũng được, hoặc là muốn xịt vào một cái điểm nào đấy chúng ta thích, thì đấy là việc của anh em. Nhưng với cá nhân mình nói thật là mình khuyên các anh em là nên xịt vào những cái điểm mà nó bám mùi tốt trước đã. Đại loại là cái gì quan trọng thì chúng ta làm trước, còn những cái phụ thì chúng ta làm sau. Đó thì đấy là cái lời khuyên của mình về cái việc cách xịt. Còn nếu không, chúng ta sẽ rất dễ bị ngộ nhận đó là hoặc là do cơ địa, hoặc là do chúng ta không hợp mùi, hoặc là sao cái chai này nó có vấn đề về bám tỏa mùi. Nhưng đôi khi rất là đơn giản, đó là chúng ta không biết cách xịt. Đó, thì cái câu trả lời của mình là chúng ta hãy làm như vừa xong mình nói. Đấy, thì đấy là bốn cái lỗi cơ bản mà mình nghĩ rằng là rất nhiều những người mới bắt đầu sử dụng nước hoa bị mắc phải ở Việt Nam. Ở Việt Nam thôi, chứ mình không dám nói là ở Tây nào thì mình không biết. Video của mình đến đây là hết. Rất là hy vọng các anh em thấy thích video này, hãy like và share. Nếu như mọi người thấy video có giá trị, đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.